Đạo diễn Ngô Vũ Sâm, sản xuất Trương Gia Chấn, với các diễn viên Song Hye Kyo, Kim Thành Vũ, Trương Tử Di, Quỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Dĩ và một số diễn viên khác. Bộ phim Chuyến Tàu Định Mệnh. Tôi đã hứa sẽ đưa các anh về. Bắn! Rõ. Gọi 003 theo sát trận địa phía trước. 003, 001, gọi sư đoàn trưởng có lệnh. Nhanh chóng tiến vào tiền tuyến của địch. Nhanh lên. Nhanh lên. Mau đưa anh ta vào bệnh xá trước khi hôn mê. Chịu khó một chút. Chịu khó một chút. Trạm trưởng, người gãy chân này hôn mê rồi. Sát trùng cho anh ta trước đã. Bác sĩ, uống chút nước đã. Xung phong. Tập trung quả lực quanh đặt xe tăng của địch. Rõ. Quả lực của địch quá mạnh, chỉ sợ xe tăng của chúng ta tê liệt mất. Tấn công chính diện đã chịu thiệt không ít rồi. Kho đạn của chúng ở sau tháp pháo. Các anh ở đây đợi lệnh. Tôi sẽ đưa một tiểu đội đột kích từ cánh trái để tôi dẫn tiểu đội xung kích cho. Tiểu đội xung kích có. Đi theo tôi. Sư đoàn trưởng, không có tướng quân nào xung phong đi đầu hết. Phóng tên lửa. Quả lực yểm trợ. Chỉ có thể tiến, không thể lùi lại. Chúng ta phải cho nổ hàng rào dây thép. Thuốc tê. Anh ơi, anh ơi, cứu em. Thank you.
đoàn trưởng. Lên cho tôi. Gọi 003, tọa độ 05650, 249, 30. 003, 003, đây là 001, nghe rõ trả lời, đưa cho tôi. Gọi quả lực đánh sập lô cốt địch, tập trung quả lực đánh sập lô cốt địch, tọa độ 05650, 249, 30, được. Thứ đồ hư hỏng này bắn thế nào đây? Hướng về nơi hiểm yếu, chuẩn bị, sư trưởng, bắn hướng nào đây? Xem quả lực đây, bắn. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Khoan đã, tôi không phải người Nhật, tôi là bác sĩ từ Đài Loan đến. Sao lại biết nói tiếng Trung Quốc? Không đi lính, không bị giày dò. Đi lính đương nhiên là vì dân, vì nước. Đại trượng phu sinh ra dưới ánh mặt trời, sinh sinh tử tử, mãi luân hồi. Hành lễ. Năm 1945, Hùng Thiên, đoàn tàu chở tù binh Nhật.
Anh Khôn, tôi cắt tóc rồi, vốn phải đợi anh trở về mới cắt. Nhưng mà con mẹ ở nhà bò chét nhiều quá, tôi cũng bị lây, cho nên đành phải cắt đi. Nhã Tử, đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi không có thù lao, chúng tôi chỉ có thể lo ngày hai bữa cơm, ngoài ra những cái khác đều không có. Hiểu rồi chứ? Nếu các chị đồng ý thì xin ở lại. Tiểu Tôn, đến ngay giúp bọn họ sắp xếp công việc. Người mới đó, đến đây nào, tất cả đi theo hộ lý trưởng nhé. Hội lý trưởng sẽ sắp xếp công việc cho mọi người. Đi nào, nhanh lên một chút đi, cẩn thận một chút. Đây, đây là danh sách các thương binh. Cô cầm đi đối chiếu xem ai là ai, đừng để người khác tính sai. Tôi không biết chữ, nhưng tôi sẽ chăm sóc người khác cũng được. Tôi tin anh ấy vẫn còn sống. Dù là chân trời góc bể, tôi cũng phải tìm thấy anh ấy. Đây là số mệnh của tôi. Hay chứ? Hay. Tử La Lan mỉm cười thì thầm, ngước nhìn những ngôi sao sáng. Đóa hồng lặng lẽ cất lời, tâm tình nàng thơm ngát. Những chú linh dương dịu dàng đáng yêu, nhảy qua nhảy lại lặng lẽ lắng nghe. Nơi xa sông dồn sóng lớn, phát ra tiếng hét gào. Nơi xa sông dồn sóng lớn, phát ra tiếng hét gào. Giấc mơ hạnh phúc. Nơi xa sông dồn sóng lớn, phát ra tiếng thét gào.
cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Ngô viện trưởng. Cảm ơn các em nhỏ trong nhạc hợp ca của cô nhi viện chúng ta. Rất hay, đàn rất hay. Không hay con bị phân tâm. Cảm ơn tiểu thư cho Nguyễn Phân đã đệm piano rất hay. Biểu hiện của em tối nay rất lãng mạn, hâm mộ chết đi được. Cảm ơn nhé chị gái tốt của em. Đoan trang một chút đi, con không còn là sinh viên đại học nữa đâu. Mẹ còn nói nữa, con nói về chật mẹ không tin. Rồi tướng quân, trong lòng chúng tôi ngài là anh hùng. Tướng quân, ngài có thể nói chuyện với chúng tôi một chút không? Chân của ngài bị thương như thế nào? Bởi vì tôi vẫn phải vỏ chuối. Các con, chú Lôi, các con có vui không? Vui lắm. Quân nhân, làm bạn thì còn có thể, nhưng nếu muốn kết bạn trăm năm phải thật thận trọng. Mẹ, từ lúc 15 tuổi con đã nghe mẹ nói như vậy rồi. Con là đồ phản nghịch. Mẹ, đây là thời đại của sự lãng mạn. Lãng mạn? Muốn làm cách mạng sao? Giám đốc ngân hàng giao thông Thượng Hải, phu nhân của Châu Trọng Đinh tiên sinh, nữ sĩ Diên Thịnh Lan đã tặng sợi dây chuyền kim cương. Cảm ơn sự hào phóng của hai vị. Được, các con hát rất hay. Đây không phải là công lao của tôi, là vị kia kìa, tiểu thư cho Nguyễn Phân. Cô ấy thường đến giúp đám nhỏ lên lớp, là người rất nhiệt tình nên bọn trẻ đặc biệt yêu mến cô ấy. Khiêu vũ thôi. Hôm nay vừa nhận được điện báo, dù quản trai của Mỹ hôm qua cuối cùng quốc hội cũng thông qua, quốc quân tại Đông Bắc liên tục thua trận, quân cộng sản thua được phân nửa quyền khống chế. Thời cuộc đang thay đổi, anh nên có chút sắp xếp. Tôi không lo, có lẽ thay một tớp người mới sẽ tốt hơn một chút. Anh vừa từ Đức trở về, Âu Châu bị chiến sự tàn phá dữ dội, cả trăm thành phố cần khôi phục lại. Chiến tranh cho anh thấy rất nhiều cơ hội. Vậy ư? Em họ à, anh muốn biết anh ở trong lòng em có chút cơ hội nào không vậy? Không có. Chào cô, tôi là Lô Nghĩa Phương. Tôi biết anh là ai, không ai không biết anh. Anh là anh hùng khán dịch có tiếng, các báo đều gọi anh là Lôi Điên. Là người điên, không phải anh hùng. Tôi có thể mời cô nhảy một bản không? Hôm nay không được rồi. Giày của tôi nhỏ nửa số, chân của tôi đang rất đau. Cười gì mà cười chứ, không sao cả. Dù sao chân của tôi cũng không tốt lắm.
Tôi biết vì sao mọi người gọi anh là người điên rồi. Vì sao? Vì anh thật sự là người điên. Tôi cũng biết mọi người vì sao gọi cô là châu lớn mật. Bạn tôi không ai gọi tôi là châu lớn mật cả. Sẽ có thôi. Bởi vì không có ai đủ can đảm chảy chân trần nhảy. Đôi giày này đúng là nhỏ nửa số. Mẹ tôi cho tôi ra ngoài với anh. Anh làm sao hay vậy? Tôi nói nếu bà ấy không đồng ý, lập tức 6 vạn lính của quân đoàn 7, sư 7 dưới quyền tôi sẽ đến đứng gác trước cửa nhà cô. Tôi còn cho rằng quân nhân đều rất nghiêm túc. Tôi rất nghiêm túc mà. Xe này xem ra cũng rất đơn giản. Cho tôi lái được không? Giờ đó là của cô. Người ta nói xe Jeep là để đặt ông chạy. Tôi không tin. Không có gì có thể làm khó tôi. Chiếc xe này có hơi khác. Gạt cần, thả lỏng ly hợp, nhấn ga. Quẹo. Anh phải tin tưởng tôi. Tôi có thể học được. Tôi đương nhiên tin tưởng em rồi. Bởi vì em là châu lớn mật của tôi. Đây là truyền đơn phản đối nội chiến, bảo vệ hòa bình của chúng tôi. Lôi tướng quân đi mà. Lôi phu nhân thật là xinh đẹp, giống như minh tinh điện ảnh vậy.
Đánh người Nhật có thể được xem là anh hùng, nhưng mà đánh người mình thì có gì mà hay? Cô Du à? Vâng. Chúng ta vào trong đi. Được, giữ như vậy nhé. Đúng rồi, xích gần thêm nữa. Bé Hoạt đừng khóc, nhanh thôi, xong ngay mà. Nào nhìn vào đây nha. Tốt rồi. 3, 2, 1. Giới thiệu với ai thì nói cho đàng hoàng. Phải trả tiền đó. Không phải tôi không muốn trả tiền. Cô xem không phải trên báo cáo đã viết rõ sao? Chúng tôi cũng không có ý cần tiền. Thật sự là tôi cũng hết cách rồi. Không có tấm hình này thì người nhà không được lãnh trợ cấp. Coi như cô giúp tôi đi được không? Cảm ơn nhé. Đúng rồi, tên cô là gì vậy? Đâu phải là thật. Chọn là một cái tên là được rồi. Không phải, lỡ sau này có gặp lại thì sao? Vậy được rồi, hẹn gặp lại cô. Tôi ở đây chờ đội của tôi. Cô đi đâu vậy? Trả con lại chứ sao? Đứa trẻ này không phải con của cô. Tôi lúc nãy nói đùa không hay. Phiền anh hỏi thăm giúp chuyện này. Cô nói đi. Anh là bộ đội ở đơn vị nào? Đây. Đưa toàn bộ nhóm sinh viên này đi. Cái này chúng tôi vừa làm. Làm gì vậy? Không được phát truyền đơn bậy bạ. Phản đối nội chiến, bảo vệ hòa bình, phản đối. Đưa tất cả đi, nhanh lên. Đưa đứa nhỏ cho tôi đi. Đi nhanh lên. Quân đội giết người kia. Phải hòa bình, không được nội chiến. Cẩn thận qua bên này tránh trước đã. Nhanh lên, nhanh lên. Tin tức chọn lọc của đài. Tưởng Kinh Quốc tổ chức hội nghị về vấn đề giá dầu, bột mì, sợi, bông. Qua đàm thì tốt rồi. Dĩ quà dư quý mà. Tiên sinh à, tôi giúp được gì không? Là thế này. Ông xem có thể ghép hai tấm này lại thành một tấm không? Giống như bức tranh Lan Tĩnh Sơn này vậy đó. Giống như chụp cùng một lúc vậy. Đúng rồi. Cái này không chỉ cần phục chế mà phải sửa nữa. Có lẽ hơi đắp một chút, không sao cả. Chỉ cần anh làm nhanh một chút, hai ngày nữa tôi về Đài Loan. Được, ngày kia đến lấy. Ngày kia ở đây, được. Khiến lòng ta xao động. Nép vào nhau hôn nhẹ. Thẹn thùng nhìn sóng xô. Xem ra cô rất đói. Cảm ơn, anh mau ăn đi. Từ từ nha. Cảm ơn. Anh đem thêm chút muối. Nước mì hơi nhạt một chút. Sao cô biết tôi ăn mặn vậy? Thấy anh giống người phương Bắc. Vậy cô là người ở đâu? Cứ coi như là Thượng Hải đi. Người Thượng Hải được đó. Người Thượng Hải phong cách rất Tây. Anh đi lính mấy năm rồi? Đánh giặc 6 năm rồi. 18 tuổi tôi đi lính ở Thẩm Dương. Mạng lớn, sống được đến hôm nay. Bộ đội các anh có phải mỗi người đều có một phiên hiệu? Cái này đó, nó theo cô cả đời. Sống chết cùng với cô. Có phải chỉ cần ghi nhớ số phiên hiệu này là có thể tìm thấy người không?
Chỉ cần cô có thể nhớ số hiệu này, nhất định có thể tìm thấy tôi. Anh ấy không lừa tôi. Không lừa tôi. Đại Khánh, mau lên xe, xuất phát rồi. Nhớ cái này nha. Anh bảo trọng nha. Anh phải sống, đừng chết. Yên tâm đi, có em và con bảo vệ anh mà. Tôi và chồng đến đây chụp hình cả nhà. Tôi muốn rửa thêm một tấm nữa. Được. Tiền tôi tự trả. Được, không thành vấn đề. Chồng cô tên là Đường Đại Khánh. Là Đồng Đại Khánh. Đúng rồi, Đồng Đại Khánh. Được. Làm gì thế? Tranh thủ đi lấy bánh bao đi. Nếu không thì không kịp để ăn đâu. Bác ơi, bác có thấy các thương binh cùng sư cùng đoàn đưa tới không? Không để ý. Trong này là chỗ nào chứ? Có thể là đã chuyển đi rồi. Cô tìm người à? Anh ấy tên Dương Thiên Hổ, là sư 7, lữ 9, đoàn 55 liên 8. Người cô nói tôi cũng không rõ. Phần lớn thương binh đã về Đài Loan hết rồi. Em không bình tâm được. Em muốn viết một bài hát cho anh, nhưng có đàn thế nào cũng đàn không được. Anh tin nhất định em có thể đàn rất hay. Chị ước anh hiểu âm nhạc. Có thể vì em viết một ca khúc. Nghĩa Phương, em không muốn đi Đài Loan. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em vừa có thai, đi Đài Loan thanh tịnh một chút. Đợi anh đánh xong trận này sẽ về gặp em. Anh để em đi Đài Loan là sợ tình hình bất lợi phải không? Quân Cộng sản ở phía Bắc đã giành thắng lợi. Phía Nam là thất thủ, Thượng Hải cũng sẽ loạn lên. Anh không phải không có lòng tin. Chỉ là em ở nơi an toàn, anh đánh giặc mới yên tâm. Trong cuộc đời của anh, nếu có một thứ anh không thể chịu nổi nếu mất đi, thì đó chính là em và con của chúng ta. Cũng giống như chậu lan này, 3 năm rồi, nó vẫn tươi đẹp như xưa, kiên cường như xưa. Có nó ở trên đời, dù là ngõ ngách nào cũng đều trở nên rất đẹp. Em cũng muốn anh đến tiễn biệt. Vì sao vậy? Kiên kỳ. Tiễn biệt, tiễn rồi sẽ biệt luôn. Từ từ, đừng chát lớn, đừng chát lớn. Cho hỏi một chút, giá đi Đài Loan bao nhiêu một vé vậy? Cô không biết xem bảng giá sao?
Tại trên đó nhiều mục quá. Hiện tại vé tàu khoang hạng 3 là 583.400, mỗi ngày đều lên giá. Cô có mua hay không? Không mua thì đi ngay đi, người nào tiếp theo? Sau đại nạn, thiên hạ thái bình. Đây là trí tuệ của người xưa. Tuy thời cuộc hiện tại tình hình bất an, nhưng con có thể coi đó là khởi đầu của thái bình. Tạm thời chia xa cũng tốt. Như vậy con sẽ càng biết quý trọng cái mình có. Nghĩa Phương cũng sẽ như vậy, sẽ càng yêu con nhiều hơn. Dì à, con giúp dì chụp một tấm làm kỷ niệm nhé. Nào, 1, 2, 3. Được. Anh họ à, chụp cho em một tấm nha. Được thôi, để em có thể nhớ kỹ Thượng Hải. Được, nào, 1, 2, 3. Làm gì thế? Đùa gì vậy? Trả cho tôi. Chị dâu, mà khai báo với anh em đi. Anh làm sao quen được chị dâu vậy? Trả lại cho tôi. Chị ấy là đồng hương với anh à? Con gái Đông Bắc à? Chúng tôi ở cùng thôn. Người Đông Bắc cũng đẹp thế này sao? Nhìn đẹp quá đi mà. Nếu danh vắng nhà, chưa tới 2 ngày là bỏ đi theo người khác rồi. Đừng ăn nói hầm hồ. Giờ tôi không phải người như vậy. Các cậu ồn ào cái gì mà ồn? Có bản lĩnh thì đi tìm vợ đi. Đội trưởng, chị dâu có ghê gớm không? Anh có sợ chị ấy không? Chị dâu cậu, cô ấy chẳng ghê gớm chút nào. Rất dịu dàng, đọc sách cũng nhiều, hiểu biết cũng nhiều. Cô có biết chăm trẻ không? Không biết. Cô biết tính toán không? Không biết. Trước đây có làm cho ngân hàng nào chứ? Chưa à. Cái gì cũng không biết. Đi đi. Tôi biết giặt quần áo, nấu cơm. Tôi còn biết xay đồ phụ. Người tiếp theo. Chị dâu cậu à, cô ấy có thể làm mọi chuyện, cũng rất xinh đẹp. Lúc không cười đã đẹp, mà lúc cười càng đẹp hơn. Bụng dạ cô ấy cũng rất tốt, đối da cũng tốt. Ở chỗ tôi người ta thường nói, người có lúm đồng tiền rất lương thiện. Chị dâu cậu có những 3 lúm đồng tiền, trái 1 cái, phải 2 cái. Tính cách chị dâu cậu cũng rất đặc biệt, đối giai cũng rất hòa nhã, cũng chưa từng đỏ mặt với người khác. Trong thôn có người đối xử không tốt với cô ấy cũng cười cho qua. Mấy tháng rồi không giao tiền nhà thì ra đường mà ngủ. Đã
nói không cho khách nữ độc thân thuê rồi mà. Gà tôi đi, chị dâu cậu không nỡ rời tôi. Nếu lấy tay tôi nói, anh phải sống nha, đừng chết. Chính vì câu nói này của cô ấy đã giúp tôi sống đến hôm nay. Chào mừng Chiên Đồng cho phu nhân, tướng quân phu nhân. Đi đường vất vả rồi. Chào mừng các vị tới Đài Loan. Cảm ơn, cảm ơn. Nghiêm Trạch Khôn, anh đến Thượng Hải làm gì? Tôi là bác sĩ. Một năm tôi đi Thượng Hải mấy lần, mua thuốc. Anh học tiếng Quan Thoại ở đâu vậy? Trường Xuân. Trước đó bị quân Nhật trưng binh 2 năm. Nói vậy anh là tù binh tại Phụng Thiên à? Dân. Anh hai, anh có mệt không? Không hề gì. Nào đi nào. Trong nhà thế nào rồi? Mẹ sắp lo cho anh. Vậy à? Chuyến đi Thượng Hải lần này tốt không? Càng lúc càng loạn. Có một số học sinh kháng nghị biểu tình. Bác khỏe không? Con mỗi ngày đều nhớ tới anh Khôn. Nghe nói gần đây bác đã bình an trở về nhà ở Cơ Long. Cuối cùng con cũng có thể yên tâm rồi. Trạch Khôn à, cháu về rồi sao? Nè, đợi một chút. Đợi một chút. Hồi sáng mới làm xong một ít hồng quy cao. Cảm ơn. Đừng khách sáo, trong kỹ sắc của bác rất tốt, kém một chút rồi. Mẹ ơi, anh hai về rồi đây. Mẹ con về rồi. Về rồi à? Chuyến đi này thế nào mà về trễ vậy? Có chút thuốc cần phải đợi. Bình an là tốt rồi. Mẹ à, mẹ phải tất cả ngu trù đỡ đẻ. Vậy để con đưa mẹ đi. Không cần, Trạch Minh đưa mẹ đi là được rồi. Đúng rồi anh, em đưa mẹ đi được rồi. Mỹ Phương à, Trạch Khôn về rồi. Dạ. Mệt lắm hả? Chị dâu, không hề gì. Nào gọi chú đi con. Gọi chú đi nào. Không ngoan rồi, không mà. Nghĩa Phương à, ngôi nhà này rất yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng phong linh đông đưa bên hiên nhà. Âm thanh này như đang nhắc nhở người xa nhà, có người đang đợi chờ, đang nghĩ đến anh. Chào tiểu thư. Chào cô. Cứ an tâm ở đây, làm việc anh rồi.
Tên cô là gì? A Mãn. Đánh nhau với người Nhật đã 8 năm rồi. Như ở nhà người Nhật thì đây là lần đầu. Tiểu thư, bước chân trần trên sàn gỗ, cảm giác mát lạnh gợi nhớ đến mùa đông năm đó ở Thượng Hải. Châu lớn mật cùng anh kiêu vũ dưới đôi chân trần. Cởi giày ra. Cái gì? Cởi giày ra. Không hiểu nói tiếng quốc ngữ đi. Cởi giày ra. Thật không ngờ ở đây còn có Dương Cầm. Cứ như tất cả đều vì em mà chuẩn bị sẵn vậy. Lần này có thể tĩnh tâm một chút, vì anh mà viết một khúc ca. Bà Cố à, thuê phòng. Xin hỏi, cô muốn thuê phòng sao? Phải. Xin lỗi, chúng tôi không có phòng đơn cho khách nữ. Tôi kết hôn rồi, chồng tôi là bộ đội. Mẹ à, con lạnh quá. Cảm ơn nha. Tiên Lượng à, chỗ nước này không được rồi, sợ con bị cảm lạnh. Đúng vậy, tôi tự làm được rồi. Không sao, tiện tay thôi mà. Cảm ơn. Cô cũng có con à? Cũng có một đứa. Bác tôi trông giúp. Chồng cô ở đơn vị nào? Sư 7. Là bộ đội tiền tuyến sao? Chồng tôi ở bộ tham mưu. Ngồi thẳng lên. Người nghiêng chữ sẽ nghiêng. Ngồi yên nha. Nghe Công Lượng, đợi chị con viết chữ xong chúng ta ăn cơm. Con muốn ăn bánh bao nhân đậu. Hôm nay không có bánh bao nhân đậu đâu, bữa khác đi. Con tự mặc quần áo nha. Cô là y tá à? Chính là giúp thương binh đo huyết áp, thai thuốc, đút cơm. Có hình của chồng cô không? Có. Tấm ảnh này chúng tôi chụp một tháng trước lúc anh ấy về dưỡng thương. Chúng tôi tranh thủ chụp. Đẹp quá. Đứa nhỏ bụ bẩm quá. Nghĩa Phương, em không biết anh có nhận được thư của em không, nhưng em vẫn viết. Cảm ơn anh. Trước giờ không mang chiến tranh về nhà, chỉ vì anh muốn em được sống thật tốt, mọi điều tốt đẹp. Xung phong. Chúng ta phải tranh thủ xông ra ngoài trước khi chúng hình thành thế bao vây. Chỉ sợ như vậy tổn thất sẽ càng lớn. Chúng ta quyết không thể dừng. Nơi này trời đất giá lạnh, một con cỏ cũng không sống được. Lương thực đạn dược không đủ, đường tiếp tế cũng bị chặt đứt. Một khi bao vây, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ tôi ra lệnh, chuẩn bị phá vòng vây. 2 tiếng sau, sư 25 và sư 108 tiến quân về hướng Vĩnh Thành. Rõ. Báo cáo chỉ huy, có điện của Bộ Tư lệnh. Quân tiên phong của địch đã tới Giáp Cầu, ước tính 3 vạn quân, đã cấp tốc tiến về phía Thanh Long Tập. Bộ Tư lệnh truyền định cho các quân đoàn ngừng phá vòng dây ở Yên Đời Lệnh. Ngừng phá vòng dây sao? Báo cáo,
Quân của tôi đã chuẩn bị phá vòng dây. Sư 25 và sư 108 dẫn đường. Sư 34 và sư 35 phải trái yểm hộ. Tôi có lòng tin rạng sáng ngày mai chúng tôi có thể phá vòng dây quân cộng tới Vĩnh Thành. Xin lỗi đã không đợi anh. Sư 34 tối qua đã tự phá vòng dây. 3-4 vạn người chẳng biết đi đâu. Còn 5 ngàn người chưa ra được. Sư 45 đang bị dây khốn tại Lão Tổ Long. Quân đoàn 5 đã phái người tăng viện rồi. Hiện tại vẫn còn đang đánh nhau chưa dừng. Kế hoạch phá vòng dây của chúng ta đã bị quân cộng nắm được. Hủy bỏ kế hoạch. Cho dù là vậy thì chúng tôi cũng không thể dừng lại. Nhất định phải đi. Không đi nhất định sẽ bị bao vây. Mệnh lệnh mới là tập kết ở đây đợi lệnh. Tính mạng của mấy mươi vạn quân, ai dám vỗ ngực đưa ra chủ trương này? Chính là thủ lĩnh đưa ra. Thời khắc này anh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Anh có thể chết nơi xa trường, nhưng quyết không dừng mắt nhìn những người lính chết vì cái kế hoạch ngu ngốc này. Mệnh lệnh chiến đấu của bộ tham mưu chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Năm đó biết bao người cùng người Nhật ở nơi này đánh giết lẫn nhau, ngã xuống trên mảnh đất này. Bây giờ đồng bào biến thành kẻ thù, cũng là chết trên mảnh đất này. Sớm biết có ngày này, năm đó thà chết vinh quang trên chiến trường, ngược lại không thấy tiếc. Nguyễn Phân, mãi cho đến hôm nay, người nâng đỡ anh chính là em. Anh nghĩ rằng nếu không còn chiến tranh, chúng ta sẽ có một cuộc sống thế nào đây? Nghĩa Phương, người ở xứ này nói thu đông là mùa cây cỏ ở đây đẹp nhất. Trạch Khôn năm Chiêu Hòa thứ 17, 1942 cuối thu. Tôi đã nói với ông rồi, loại quà này chính là như vậy. Ông cố chấp quá. Đem ra đây, nó là của tôi. Nói gì tôi không hiểu, tôi không hiểu. Tôi muốn để nó dính mặt trời. Ông đừng làm vậy mà. Nó sẽ lớn lên. Con nói không hiểu đâu, đem ra đây. Bà nói cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Đừng cãi nữa. Tiểu thư à, bà ấy lúc nói tiếng Mân Nam, lúc nói tiếng Nhật tôi nghe không hiểu. Bà nói quốc ngữ đi. Tiểu thư, tôi nói với ông ta, cái hoa lan này cần để dưới ánh mặt trời, nó mới lớn lên được. Ông ta liền đứng đây nói liên thuyền không dứt. Tôi kêu ông ấy phải trồng bên đây. Được rồi, hoa lan trồng ở trong phòng ấm là đẹp nhất. Hôm khác chúng ta sẽ làm một cái. Bác Quách, bác cũng nên học tiếng Mân Nam với cô Mạng đi. Tôi nói tiếng Mân Nam mà. Tiếng Mân Nam, xin lỗi thì nói sao? Xin lỗi, không có gì. Lão cáo già này, trả cho hoa lan cho tôi. Trả lại cho tôi đi. Đến đây đi, lại mà lấy. Tôi đem trồng đây. Được rồi, lấy được rồi. Lấy được rồi. Tiểu thư, cô sao vậy? Tiểu thư, tiểu thư,
Trời ơi, nhìn kìa. Bác à, cần phải nghe lời bác sĩ. Đây là đơn thuốc của bác. Có bệnh nhân đang đợi bên ngoài. Đi với con. Trạch Khôn à, chú Hai, chú đưa một vị tướng quân phu nhân đến. Con khám cho cô ấy, cẩn thận một chút nha. Dạ được. Bác sĩ. Phu nhân, đây là bác sĩ Nghiêm. Nghiêm Trạch Khôn, là cháu của tôi. Khôn à, cô ấy là tướng quân phu nhân. Cô có cảm thấy tê tay chân không? Không. Không có độc. Không có độc. Yên tâm, tôi giúp cô tiêu diêm là được. Thuốc này có tác dụng phụ không? Gần đây ngực tôi hơi khó chịu. Để tôi nghe nhịp tim cho cô. Phu nhân, vì cô mở nút áo một chút được không? Nè, làm gì vậy? Cái gì mà làm gì, khám bệnh chứ làm gì? Cởi đồ mà. Khám bệnh đương nhiên là phải cởi đồ rồi. Ai không phải bệnh nhân, xin vui lòng ra ngoài. Đi nào, đừng lo. Không phải ông nói sao? Đều tại ông đó. Tiểu thư không cần lo lắng đâu, đừng buồn gì cả. Thôi vậy, tôi nghe thế này cũng được. Nghe nhịp tim của cô thì không thấy vấn đề gì. Vừa mới đến Đài Loan à? Phải. Có thể là do áp lực của việc chuyển đến nơi mới sinh ra phiền muộn trong lòng. Chỉ cần thoải mái một chút là ổn. Vậy thì cảm ơn anh. Đừng khách khí. Tôi ấy nhất định là kiếp trước mắc nợ cô. Cũng chỉ là đồng hương thôi mà. Vậy mà lại đưa cô theo cướp bát cơm của chính tôi. Làm người khiêu vũ rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Nghe chị Quế cùng làm nói một tháng khoảng 10 vàng. Sao ít vậy? Nhưng nếu như may mắn, có thể sẽ gặp được người có tiền bao cô. Như vậy cô không cần ở căn nhà tồi tàn đó nữa. Đó đâu phải là cái tôi muốn. Chỉ cần đủ tiền mua vé tàu là được. Yên tâm đi, có tôi ở đây, nhất định sẽ giúp cô đến cùng. Cô xem thử giúp tôi. Lá thư này nói gì vậy? Chân chân rất nhớ em. Ngày mai đến Độ Giang nhất định phải khổ chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta tìm một nơi sống chung nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Dương Thiên Hổ. Dân quốc tháng 6 năm 36. Tháng 6. Lá thư này từ 4 tháng trước. Hiện tại quốc quân tháo chạy. Người này không phải đã chết rồi chứ? Vậy cái này có thể là di thư. Đừng có nói mò. Người ta nói làm lính không ai thật lòng. Nhưng tôi biết, anh ấy đối với tôi rất thật lòng. Chỉ cần tôi nghĩ đến được sống cùng anh ấy, số mệnh của tôi cũng không quá tệ. Anh ấy khiến cuộc sống của tôi có hy vọng. Chân chân, người làm nghề này như chúng ta, thỉnh thoảng hồn nhiên một chút là đủ rồi. Lãng mạn quá không đau bụng được đâu. Chúng tôi muốn cuộc sống. Chúng tôi muốn cuộc sống. Chúng tôi muốn cuộc sống. Mọi người nghe tôi nói đi. Nghe tôi nói đi. Được rồi. Các má các chị, chính quyền Thượng Hải vì muốn tiết kiệm, phòng khiêu vũ của chúng ta định mức cao nên bị chọn đóng cửa. Chúng tôi cũng chẳng có cách nào. Phải đợi sau lệnh giới nghiêm. Ông có thể đợi, vậy còn chúng tôi thì sao? Nhà tôi trên dưới miệng ăn hết thảy đều trong cả giờ tôi kiếm cơm. Cấm khiêu vũ, lẽ nào chính phủ nhất định ép bọn tôi ra đứng đường? Các chị em, chúng ta cần đòi công đạo, đòi nhân quyền. Chúng tôi cần công đạo, cần nhân quyền. Chúng tôi cần cuộc sống, cần ăn cơm. Chúng tôi cần công đạo, cần nhân quyền. Không sao chứ, không sao. Đứng dậy. Tránh ra.
sao rồi? Con có bị thương ở đâu chứ? Không sao. Thật không ngờ ngày đầu tiên đi làm lại không thể khiêu vũ. Tìm cơ hội chạy nhanh đi. Vậy con cố. Cô yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân. Cẩn thận nhé. Để tôi đưa cô ta đi. Nhẹ thôi. Phu nhân, bệnh của bà chỉ có thể trông vào bản thân thôi. Bản thân bà bị hen mà còn hút thuốc. Phu nhân, nào, đưa thuốc cho tôi cầm. Nhớ uống nước gì một chút nha. Cảm ơn, cảm ơn. Cẩn thận. Tôi đã xem bức họa của anh rồi. Bức họa năm chiêu hòa thứ 17. Cụ thể ở đâu vậy? Ở đây không tiện. Như vậy đi, gần đây có một ngọn hải đăng, gặp nhau ở đó đi. Để em đợi lâu rồi. Xin lỗi. Để cô đợi lâu rồi. Không sao. Tây Bắc là ở bên nào vậy? Cô theo tôi qua đây. Tây Bắc chính là hướng gió thổi lại đây. Cũng có thể nói gió này từ phía Bắc Trung Nguyên thổi tới. Nghĩa Phương, anh nói qua đây bình an đến là được. Anh thường đến đây à? Trước kia thường đến cùng một người bạn, cùng đứng đây ngắm cảnh. Chúng tôi rất thích ngắm biển. Người bạn đó tên là Nhã Tử. Cô nói cô thấy qua bức tranh của tôi. Là bức tranh cô gái chơi dương cầm giữa đồng cỏ. Nhìn thấy ở đâu? Ngay trong phòng để đàn của cô ấy. Tôi đã nhìn thấy bức tranh của anh. Trên đó viết tên anh. Mặt sau bức tranh có một quyển nhật ký. Tôi nghĩ là muốn lưu lại cho anh.
Cô ấy còn lưu lại một bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Tôi rất thích. Khúc nhạc này anh có ấn tượng không? Khúc nhạc rất hoàn mỹ, là vì yêu một người mà viết nên. Điểm ấy, tôi với cô ấy khá giống nhau. Tôi cũng từng vì chồng tôi mà thử viết nhạc, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi muốn lấy một đoạn nhạc của cô ấy làm đoạn đầu, sau đó tôi sẽ hoàn thành phần sau. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Anh và tôi được cần khúc nhạc này. Kể cho tôi nghe chút chuyện về cô ấy đi. Hiểu được cảm giác của cô ấy mới có thể viết hay hơn. Tôi xin lỗi. Trong ký ức của tôi chỉ có chiến tranh và chết chóc, không nhớ nhiều chuyện đến vậy. Anh sẽ nhớ được tôi. Những hồi ức tươi đẹp sẽ lại về. Sau khi quen biết anh ấy, tôi bắt đầu viết nhật ký. Trước đó không có gì. Chiều hôm nay thi vẽ tranh, tôi đại diện cho nhóm nữ. Tôi mới biết anh ấy rất muốn vẽ đôi mắt của tôi, nhưng lại không đủ dũng khí. Tôi phát hiện thì ra lâu nay anh ấy không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi cố ý trêu đùa anh ấy một chút, anh ấy liền cúi đầu vẽ cái khác. Chúng tôi chính là tình yêu sét đánh, chính là bối rối như vậy. Không tệ chút nào. Anh ấy lại đoạt giải gì. Tôi thực sự thấy khó chịu giùm anh ấy. Cho dù anh ấy vẻ đẹp cỡ nào, hạng nhất mãi mãi chỉ dành cho sinh viên Nhật, không dành cho người bản địa. Nhưng hôm nay tôi đến trước mặt cao quân chúc mừng anh ấy. Anh ấy chỉ biết ngây người ra cười nhìn lại tôi, nửa câu cũng không nói nên lời. Sau đó anh ấy nói với tôi, anh ấy cảm thấy giống như bị sốt vậy. Kỳ thực trái tim tôi cũng đập rất nhanh. Nhịp điệu của anh như tranh, có hơi kỳ lạ. Đến một ngày, chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện trong lòng. Một năm này, cha anh ấy lâm bệnh qua đời, gia cảnh xa xôi. Tuy cuộc sống luôn khốn khó, nhưng mẹ anh ấy nói gì cũng không chịu vay tiền người thân. Chị nói anh ấy đem chiếc đàn dương cầm của hồi môn của bà bán cho nhà chúng tôi. Và tôi biết mẹ của anh ấy rất đau lòng.
Chiếc đàn này được bảo quản rất tốt. Tôi nghĩ mẹ cậu nhất định rất quý nó. Yên tâm, chúng tôi cũng sẽ trân trọng nó. Dạ. Thật ngại quá. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Nhã Tử bị sốt đang nghỉ ngơi. Chắc cũng sắp dậy rồi. Cháu uống chén trà đã. Đợi chút. Thôi cháu xin phép. Anh Trạch Khuôn, em không sao chứ? Không phải em bị sốt sao? Ngày hôm đó, anh ấy cuối cùng cũng đã hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên. Trái tim đập rất nhanh. Bởi vì không cách nào biết được số mệnh về sau sẽ ra sao. Chúng ta hà tất đi bờ đỡ người Nhật, đến cuối cùng bị thiệt vẫn là chúng ta. Phải đó, chúng ta đều đã chịu thiệt trước người Nhật mà. Nhất là cậu bác sĩ Nghiêm nhà bà, người gì mà tốt quá đi. Đúng vậy, mẹ bác sĩ mà. Chúng tôi chỉ lo Trạch Khôn bị cô gái người Nhật đó lừa thôi. Nếu đến lúc kết hôn thì muốn ở Nhật Bản hay là ở đây với chúng ta? Đúng rồi, cưới vợ sẽ có thể liên kết, có thể thân thiết hơn. Đừng quản mấy việc không đâu, đừng nói nữa, đi làm việc đi. Hy vọng những chuyện này có thể giúp được cô. Cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi chuyện hai người. Tạm biệt. Đồng cỏ mùa thu. Hài thôi à, hài thôi, đi đi. Các anh em, chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Chỉ cần đợi trời quang mây tạnh, thông quân sẽ tiếp tế cho chúng ta. Cố gắng thêm chút nữa. Quyển Phân, ở đây tuyết rơi đã mấy ngày rồi. Binh lính bị dây khốn trong xóm nhỏ này, không chờ tiếp tế được nữa. Mệnh lệnh của cấp trên vẫn chưa tới.
Còn tiếp tục như vậy, anh sợ lòng buông sẽ loạn. Chào cô Du, tôi là người chụp ảnh gia đình với cô, Đồng Đại Khánh đây. Tôi đọc sách không nhiều, nhưng trong lòng có rất nhiều lời, không biết làm sao nói ra. Cũng muốn nói với cô lâu rồi. Hôm đó ở quán mì, lúc cô lao đũa giúp tôi rất cảm động. Thượng sĩ đội trưởng, quân đoàn trưởng, cảm ơn quân đoàn trưởng. Dù sao mọi người cũng đang đợi. Radio của tôi hỏng rồi, anh có thể sửa giúp tôi không? Sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quân đoàn trưởng, cảm ơn cậu. Cái đó tôi ráp lại rồi. Ngồi đi. Đi lính mấy năm rồi? Báo cáo quân đoàn trưởng. 6 năm. Làm qua gì rồi? Từng ở bên công binh, hiện là đội trưởng đội thông tin. Lập gia đình chưa? Rồi. Có hình người nhà không? Có con nữa. Vợ tôi đang ẩm đó, đều đang ở quê cả. Vậy là còn hơn tôi một bước rồi. Vợ tôi vừa mới có thai, đang ở Đài Loan. Cậu ở nhà có vợ con đang trông ngóng, thật hạnh phúc. Quân đoàn trưởng, phụ nữ nhà mình tuyệt đối không thể nhận lầm được. Lại đây. Đây là ngôi nhà tôi thiết kế cho mình, rất yên tĩnh, có một vườn hoa nhỏ. Thấy sao hả? Rất đẹp, nhưng sao chỗ đất trống trồng cỏ lại rộng như vậy? Vợ tôi thích để chân trần khiêu vũ. Tưởng tượng cô ấy nhảy múa trên cỏ thôi, có cảm giác tràn đầy tự nhiên. Còn có chút bướng bỉnh nữa chứ. Cậu thì sao? Tôi muốn làm như quân đoàn trưởng, đánh giặc xong cũng muốn tìm một mảnh đất cho mình, có thể để người nhà ăn no mặc ấm, không cần gì khác. Người nhà cậu nhất định rất tự hào về cậu. Cố lên, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Y tá, y tá, người nhà của tôi. Đừng vội, đã 3 ngày rồi chưa đến. Đừng lo, họ nhất định sẽ đến mà. Lần này họ đến, nói không chừng đã chịu đói mấy ngày rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh?
giúp tôi mang chiếc nhẫn giao cho vợ của tôi, để cô ấy mang đi cầm, có thể đủ cho họ ăn mấy ngày. Tránh ra. Đây, đây, đây. Đây, đây. Tiền. Tiền. Dì ơi, cho con chút đồ ăn. Dì ơi, cho con chút bánh mì. Đừng theo tôi. Dì ơi, cho con chút bánh mì. Đừng theo tôi nữa. Bánh mì có chỗ dùng rồi. Đừng đuổi theo tôi nữa. Đưa cho tôi. Em à, em không sao chứ? Dậy đi, em à. Em à. Có 58 đường Thiên Đồng ở đây sao? Phía trước. Nhà Tiểu Lưu ở đâu vậy? Tiểu Lưu, Tiểu Lưu nào? Tiểu Lưu đi lính ấy. Hình như ở phía trước. Nhà Tiểu Lưu đi lính ở đâu vậy? Là nhà Tiểu Lưu phải không? Phải. Ăn thuốc chuột. Chết 2 ngày rồi. Thương binh sau khi bị thương, bị hoại tử phổi, mất lúc 2 giờ 8 phút ghi lại đi. Tôi muốn làm tóc. Cô Du đến à, mời ngồi. Cô muốn làm kiểu tóc gì? Kiểu của cô ta. Được, không thành vấn đề. Nói cái gì? Cô muốn làm kiểu tóc giống tôi sao? Cô đừng làm mất mặt tôi. Cô làm nghề gì chứ? Bán. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn tôi tốt xấu gì cũng là người trong sạch. Không thể vì mấy đồng tiền thuê nhà mắt nhắm mắt mở được. Bà Du đừng ầm ĩ nữa. Cô muốn sao? Nhìn cái gì? Tôi nói sai cho cô sao? Bà Dư, được rồi mà. Giữ mặt mũi cho tôi chút đi. Đồ gái bán thân. Đừng cãi nhau nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cô đó. Sau này mấy cái thứ đồ thấp hèn cô ta dùng đừng có cho tôi. Biết rồi, đi thông thả. Bà không cần tức giận đâu. Cô Du à, kiểu tóc này cô ta mặt to, cô mặt nhỏ. Cô xem, cô làm xong thì còn đẹp hơn cô ta đó. Đợi một chút, đừng gấp nha. Thank you.
vẫn câu nói đó, dốc toàn lực đánh, linh hoạt cơ động, tương trợ lẫn nhau, rõ chỉ huy. Tôi nói chúng ta phải nhanh nhưng không thể loạn. Báo cáo chỉ huy, bà con đã chuyển lương thực đến, bảo vệ bà con cho tốt, rõ. Đồng chí vất vả rồi, có mang đồ ăn cho mọi người đây, cảm ơn. Giữ chắc nhé. Tôi nói đánh trận này, các cậu còn lo nhân công không đủ, thời gian gấp lắm rồi. Bây giờ còn nói gì nữa không? Chậm thôi. Đủ cho mọi người ăn một bữa rồi. Đội trưởng, chỗ này tôi quen lắm. Cha chúng tôi ở chỗ quan trắng bên kia. Chờ đánh xong, tôi mời anh về ăn bánh bao nóng. Đừng nói nữa, vì sao lại đi lính? Tôi hả? Tự nguyện. Cày ruộng cuốc đất khổ quá, còn đi lính vui hơn. Đội trưởng, còn anh? Tôi à? Lúc tôi còn nhỏ, muốn đọc sách biết chữ, nhưng nhà không có điều kiện. Sau đó đi lính luôn, bắt đầu tập đọc chữ, học cưỡi ngựa, học sửa cầu lót đường, học thông tin, học bắn súng. Bắt được rồi, có thịt ăn rồi, có thịt ăn rồi. Thank you.
Đợi đã. Muối. Cẩn thận nào. Nhanh lên. Nhanh. Ăn đi. Ăn đi. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Nhi đảng. Nhờ anh ta đưa tin cho mẹ tôi để bà ấy yên tâm. Cậu cũng biết nắm cơ hội nhỉ. Nè, lau sạch miệng đi. Trở về nhất thiết không được lộ ra. Đội trưởng, tôi đâu phải thằng ngu. Ông phải trả tiền hai lần chứ. Làm hai lần mà không trả tiền hai lần sao? Mày làm gì vậy? Mày còn muốn cướp tiền của tao sao? Mày cút ngay. Tao không trả cho mày đó. Con đĩ. Còn muốn lấy tiền lần thứ hai nữa. Tao thấy là mày mặt mũi cũng được nên mới tới đó. Đồ gái mặt hàng. Ông này còn chưa thấy đã. Làm ồn tới cô à. Xin lỗi cô. Một người bà con xa vì chuyện tiền bạc. Đây là bánh bao nhân đậu ở bệnh viện, ngọt lắm, không tốn tiền. Cảm ơn cô. Mau đi ngủ đi. Các anh em quân tưởng, các anh em hiện đã rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Các anh em là ở Từ Châu bị đưa đến đây. Rất đông bộ phận người dân cùng thanh niên học không liên quan gì, bị ép buộc đi lính. Những người này làm sao có thể đánh trận? Rất nhiều cán bộ và binh sĩ của các anh em đều không muốn. Phía các anh đã bị tổn thất toàn bộ 34 sư đoàn. Chúng tôi đã chuẩn bị cháo nóng, lúc nào cũng có thể đưa đến cho các anh em. Chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn sinh mệnh cho các tướng lĩnh cấp cao cùng toàn thể binh sĩ. Hôm nay hãy hạ vũ khí, ngày mai các anh có thể lên đường trở về. Các anh em quân tưởng, các anh đều đang nhớ nhà phải không? Ở đây có một ca khúc chắc chắn các anh rất thích nghe. Tôi cũng rất thích, tặng cho các anh. Quân đoàn trưởng, chúng tôi thật sự không chịu được nữa. Quân đoàn trưởng, đứng lên. Đứng lên đi. Đứng lên đi. Tất cả đứng lên hết cho tôi. Đứng lên hết cho tôi. Quân đoàn trưởng, chúng tôi thà chết trận trên chiến trường chứ không muốn chết đó ở đây. Là một chiến sĩ trên chiến trường, vừa chết trận hay chết đói cũng như nhau. Chỉ xem cậu có sợ chết không thôi. Đều đứng chung với một bầu trời. Trận tuyết này không thiên vị bên nào.
không chỉ rơi một bên. Vì sao họ có thể chịu đựng được mà chúng ta lại không? Hết thảy đứng dậy cho tôi, giữ cho chắc vị trí của mình. Các anh quay lại cho tôi, đứng lại, không được nổ súng. Ai cho các anh nổ súng? Quân đoàn trưởng, bọn họ muốn đi, hãy để cho họ đi. Vẫn không thể liên lạc với sư 108. Cho đội trưởng thông tin dẫn người về phía trình tập kiểm tra đường dây, kết nối xong lập tức về hồi báo. Rõ. Sư 108 nghe rõ trả lời. Các anh đi đi. Anh Lôi, rất lâu không gặp. Chí Thành, tôi tưởng anh sớm đã xuất ngũ rồi. Mỗi người có chí riêng, muốn lui cũng không được. Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn dẫn đội tiên phong, cũng chỉ có anh thôi. Ông bạn à, không ngờ rằng còn có cơ hội ngồi đây uống rượu với anh. Nào, năm đó chúng ta dạy giặc ngoài xâm đánh nhau, người dân cho dù khổ sở cũng sẽ liều tính mạng mà vận chuyển lương thực nước uống cho chúng ta, giúp chúng ta gài mìn, bởi vì trái tim họ đứng về phía chúng ta. Cũng có thể anh còn chưa biết, Mỹ đã công khai tỏ thái độ không giúp đỡ chính phủ quốc dân nữa. Đến đồng minh duy nhất của các anh cũng nhận rõ thực tế. Anh Lôi à, hiện lúc này lính của anh đã bị quân của tôi chia thành ba nhánh. Các anh không thể thắng được. Anh muốn nói gì? Hôm nay tôi đến là muốn các anh đứng về phía nhân dân, để trận khổ nạn này sớm được kết thúc. Tôi không hiểu chính trị, tôi chỉ là một quân nhân. Tôi chỉ làm việc mà người lính nên làm. Tôi thà chết trên sa trường cũng quyết không đầu hàng. Tôi biết có một số người lựa chọn rời đi, nhưng cũng có một số người nguyện ở lại. Tôi vẫn là chỉ huy của họ như xưa. Anh Lôi à, bảo trọng. Bảo trọng. Người bình mà. Quân đoàn 12, đội thông tin, đội trưởng Đồng Đại Khánh. Quân đoàn không liên lạc điện đàm được với sư các anh. Theo lệnh của quân đoàn trưởng, chúng tôi đến kiểm tra đường dây. Không cần kiểm tra nữa, không vấn đề gì, về đi. Không phải, quân đoàn trưởng còn cho tôi đem. Cậu nói nghe, sư 108 chúng tôi không còn nghe chỉ thị của quân đoàn 12 các người nữa. Anh đã ra đến đây, hà tất phải trở về bán mạng làm gì? Nếu anh quay lại báo cáo thì phiền phức của chúng tôi thêm lớn.
Người anh em nè, chúng ta đều là người rõ ràng. Yên tâm, chúng tôi sẽ không lộ tin tức, đúng không nào? Nhưng mà chúng tôi phải trở về. Nếu chúng tôi không quay về, quân đoàn trưởng ông ấy sẽ sinh nghi. Đúng rồi, đúng chưa? Vậy còn phiền hơn. Trở về rồi sẽ nói với ông ấy là đường dây không sao hết. Còn nữa, cái trò đánh trận này ấy mà, đây là cấp trên đánh, cấp dưới ai muốn đánh đâu. Bán mạng toàn là chúng ta, có phải không? Mọi người đều bảo trọng nha, bình an nha. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, mọi người bình an nha. Đừng vội. Các đồng chí đại đội tiên phong, trách nhiệm của các anh, vinh quang mà gian khổ, đối với sự thành bại của cuộc chiến này có ý nghĩa quyết định. Xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Cạn. Không phải đã nói là không thông báo sao? Bình lính phản bội biết tin mà không báo, cậu muốn hại chết quân đoàn trưởng à? Đứng lại, tôi không thể để anh đi báo cáo. Cậu có ý gì hả? Đường dây là do cậu giở trò. Cậu mỗi ngày đều đi kiểm tra đường dây. Các cậu sớm đã thông đồng với nhau đúng không? Tôi chính là lúc ra ngoài kiểm tra đường dây đã gặp họ. Họ chỉ khuyên tôi đầu hàng, không có gì khác. Họ còn mang cho tôi bánh bao do mẹ tôi làm. Tôi không nỡ ăn, giữ lại chi cho anh ăn cùng. Anh xem, họ với gia đình cậu có quan hệ gì? Gia đình chúng tôi đời đời đều sống rất cực khổ. Từ xưa đến giờ không ai xem trọng chúng tôi. Nhưng họ không như vậy. Lúc họ đến nhà chúng tôi, khốn khổ, đói khát, nhưng chưa từng bước chân vào nhà chúng tôi nửa bước, cũng chưa từng đập phá nhà cửa. Đội trưởng, tôi và mẹ tôi đều tin tưởng họ thật sự là người tốt. Hiểu rồi. Nổ súng đi. Tôi không muốn giết anh em của mình. Đội trưởng, đừng ép tôi mà. Anh em, chúng ta với bên đó đều là anh em. Không việc gì nữa, tôi giúp cậu. Tôi không nhìn cậu, cậu bóp cò là được rồi. Anh đừng ép tôi. Mệnh lệnh mới nhất cuối cùng đã hạ xuống. Tình thế không thay đổi. Bộ tư lệnh quyết định không cố thủ, lập tức phá dòng dây. Mọi người đồng sinh cộng tử đến thời khắc này. Các anh đã tận lực. Tôi cảm ơn các anh. Bây giờ tôi ra lệnh, lập tức giải tán, mọi người về nhà đi. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, chúng tôi muốn cùng anh chiến đấu đến cùng.
cho tôi. Quân đoàn trưởng, cậu đã đi đâu mà lâu quá vậy? Phát hiện gì rồi? Quân đoàn trưởng, tôi xin nhận phạt. Vì sao? Còn phạt gì nữa? Không có gì đáng sợ cả. Mọi người giữ vững trận địa cho tôi. Ra lệnh mọi người giữ vững vị trí, nhất là cần tăng cường phòng bị để tránh bị quân địch dương đông kích tây. Rõ. Nếu như sư 108 tiếp diện đúng lúc, chúng ta vẫn còn có hy vọng phá dây. Sư 108 hỏi bọn họ đến đâu rồi. Quân đoàn trưởng, sư 108 đã đầu hàng quân cộng rồi. Cái gì? Khốn kiếp, cậu biết tin mà không báo. Tôi xin nhận sự trừng phạt theo quân pháp. Súng của cậu cho cẩn thận, giữ sức mà tự bảo vệ mình. Trưởng,
Cậu vẫn ổn chứ, quân đoàn trưởng? Tôi không sao. Bỏ đi. Cậu vốn có thể có con đường sống, vì sao còn trở về tự nhận hình phạt? Tôi biết có người đầu hàng, không thể kịp thời báo cáo. Còn nữa, tôi nói dối việc vợ con, giả mạo nhận lương thực. Kỳ thực tôi chưa từng cưới xin gì cả. Tôi không thành thật như vậy, tướng quân còn tín nhiệm tôi. Tôi cũng chẳng thành thật gì. Tôi hứa với vợ tôi, tôi nhất định bình an trở về bên cô ấy. Cô ấy cũng rất tin tưởng tôi. Cậu không đi, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ cuối cùng. Đem cái này về giao cho vợ tôi, đừng để xảy ra sai sót. Nhanh đi đi. Tướng quân, vậy còn tướng quân? Tôi không thể đi như thế này. Tôi còn quên một số đồ chưa đem theo.
Nguyễn Phân. Chỉ cần nghĩ đến em, trái tim anh rất bình yên. Trong lúc mỗi ngày đều đối mặt với cái chết, vẫn còn có một người để anh nhớ nhung. Đây là hạnh phúc lớn nhất của anh. Xin em tha thứ cho anh đã không thể giữ trọn lời hứa. Trong đầu anh luôn có một bức tranh trên đồng cỏ xanh rộng lớn, khắp nơi trồng đầy hoa tươi. Em để chân trần, ẵm con, khiêu vũ trên cỏ, ôm con, tươi cười. Ánh mặt trời thật rực rỡ. Ngày 7 tháng 1 năm 1949, hàng ngàn người đổ lên tàu Thái Bình. Danh sách bao gồm Tử Chân, Nghiêm Trạch Khôn, Đồng Đại Khánh, Châu Trọng Đinh, Peter. Tàu Thái Bình khởi hành đến cảng Cơ Long. 11 giờ 45 tối, tàu Thái Bình gặp nạn do va chạm. Đón xem tập tiếp theo ở phần sau.